Trà túi cô được không? Tôi xin lỗi. Xin lỗi cô, nhưng cô không thể mang nó vào trong. Nhưng mà đó là bữa sáng của tôi. Đó là quy định của công ty. Cô ra ngoài ăn rồi quay lại cũng được. Nhưng ca của tôi sắp bắt đầu rồi. Tôi để lại cho cô nhé. Cô giữ giúp tôi. Trưa tôi quay lại. Này, cảm ơn, đừng dứt đi nhé. Ăn chút đậu đi. Đợi đã, lát nữa lại đây. Xem đầu, đi đi. Sảnh đến mức căn người mọc cỏ luôn rồi. Làm việc chăm chỉ, giữ sạch sẽ. Tôi còn 3 đơn hàng nữa. Vậy đến giúp tôi đi. Chào giám đốc Cố. Hôm nay đến ca của cô à? Vâng. Cô có dọn dẹp sạch sẽ không đấy? Có. Tôi đã lau dọn cả chỗ này. Cô có ngửi thấy mùi gì kỳ lạ không? Mùi gì lạ chứ? Cô lại gần tôi làm gì? Thối quá. Không phải mùi trên người giám đốc Cố chứ? Anh ta rất sạch sẽ mà. Không đời nào. Tôi thuê cô làm việc chăm chỉ, không phải lười biếng qua ngày. Vậy cũng không làm được à? Tôi không lười biếng, tôi không ngửi thấy gì cả. Cô không ngửi thấy à? Chẳng lẽ chỉ có tôi ngửi thấy thôi sao? Còn cậu, Đông Hiền, mũi tôi bị nghẹt, tôi không ngửi thấy gì cả. Văn phòng của chúng ta sạch sẽ, sao lại có mùi rác được? Đúng vậy, mùi như rác ấy. Công ty chúng ta rất sạch sẽ, sao có mùi rác vậy? Chả lẽ đến từ bên ngoài? Không phải từ cô chứ? Là một nhân viên cô có thể. Xin lỗi giám đốc Cố, hôm nay lúc đón anh tôi có thấy đống. Đống gì cơ? Sát thải. Là Đông Hiền hả? Vào đây. Xin lỗi giám đốc, tôi không biết anh đang thay đồ. Hay là cô ra ngoài trước đi. Giám đốc anh đừng ngại. Bố và em trai tôi lúc ở nhà cũng hay ở Trần. Cô là có chuyện gì? Tôi đến để cảm ơn anh. Cảm ơn tôi à?
Người cuối cùng tôi thấy trước khi ngất đi là anh, nên tôi nghĩ anh là người đã đưa tôi đến bệnh viện. Cảm ơn. Tôi chỉ làm việc nên làm thôi. Sao anh lại dứt giày đi? Vẫn còn mới mà. Để tôi lau cho. Không cần. Tập trung vào việc của cô. Lau sạch xong thì sẽ đẹp như mới. Bỏ xuống đi. Được rồi, cô đi đi. Giám đốc Cố, gì nữa? Bấm bảo mật khóa.